Hi, hello tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh Quế Phong TV. Hôm nay mình có dịp đi Thác Sapa mọi người ơi. Hôm nay cũng là ngày mùng 4 Tết rồi. Thì mình đi qua đây, mình quay cái thác này, mình review cho tất cả mọi người cùng xem nhá. Thì đây, phía trước mặt đây sẽ là con thác. Đây là cái thác Sapa. Nó thuộc phía Tây Bắc ở tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh 170 km mọi người nhá. Mọi người ghé ngang qua đây thì mọi người cứ lên đến địa bàn của huyện Quế Phong, rồi lên đây thì sẽ rẽ vào hướng phía bên tây phải, thì mọi người vào đây có thể du lịch thiên nhiên hoang dã với lại mùa hè thì vào đây để mà tắm cũng được. Chào các anh nhá, nướng gì đấy ạ? Rồi mình đi ngang qua đây thì thấy gia đình đây đang nướng gà. Ấm này, thời tiết lạnh như này nướng gà là hợp lý đấy. Thôi thôi em không uống đâu, gia đình mình cứ dùng thoải mái đấy nhá. Yeah. Mình đi quay phim một tí đã. Đây, phía trước mặt mình đây chính là con thác, một con thác huyền thoại. Đây gọi là cái thác Sapa nha. Mọi người có thể nghe cái tiếng nước chảy ào ào luôn. Bây giờ nước xuống rất là nhiều luôn. Trước kia là có một cái con đường đi qua cái phía bên này, nhưng mà hiện giờ mình không biết cái con đường nó ở phía bên nào nữa. Mình không thấy nữa, không biết có đi được nữa không. Cái ở đây có một cái vũng nước rất là sâu nhá. Trong cái dịp vào hè nắng nóng thì rất là nhiều người tới đây để du lịch tham quan với lại tắm mát. Còn bây giờ mình tới đây là vào cái thời tiết nó cũng đang rất là lành, cho nên không có ai xuống đây tắm cả. Xuống tắm là chỉ có làm thử thách mới xuống đây tắm thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cố gắng đi ra đây để mà quay được những cái cảnh mà đẹp nhất cho tất cả mọi người cùng xem nhá. Ok, hy vọng là mình sẽ không bị làm sao. Thật ra mấy cái chỗ hòn đá này cũng rất là nguy hiểm mọi người nhá. Mọi người, tất cả gia đình mình nếu mà có đi ngang qua đây, rồi có đứng ở các địa điểm này check in, chụp hình thì cũng nhớ cẩn thận nhá. Ok. Ôi. Ôi trời ơi, mình nghĩ là không đi được đâu mọi người à. Nó rất là trơn luôn. Mình đang men men theo cái này này, cũng sẽ rất là nguy hiểm đấy. Tại vì mình thấy cái đá này này trơn lắm. Đi ra được phía bên kia là cũng là cả một cái vấn đề đấy. Ok, thế thì mình sẽ trèo lên đây. Chắc là chỗ này sẽ không gặp nguy hiểm gì. Đâu rồi. Và hướng bên này, mọi người cứ phóng tầm mắt ra phía bên kia đi ạ. À, thác thì nước chảy trắng xóa luôn. Đây là cái dịp mà nước không có còn nhiều nữa, như ngày xưa nước rất là nhiều. Thì phía bên này có cả những cái vệt nước nó chảy xuống, tại vì ở phía trên kia là người ta đã làm một cái đập thủy điện, đắp thủy điện ở trên kia rồi, nên nước sẽ không còn chảy xuống nhiều nữa. Ôi, những cái bọt trắng xóa luôn phía bên này cũng như là phía bên kia. Riêng về cái con thác này thì cũng đã đi vào những cái bài hát, những cái thơ ca về các
chàng trai đôi lứa yêu nhau cũng đã được các tác giả sáng tác nên những bài hát, nên những bài thơ rất là hay, rất là tuyệt vời. Mình đứng đây mình cũng rất là cẩn thận, mình cứ ngó cứ nghe cái này chứ. Mình trượt chân một cái thì cũng rất khó để mà lành lặn trở lại đấy. Mình đang đứng ở trên một cái mỏm đá thì cũng hơi cao rồi. Lúc nãy thì mình cũng tính đi xuống phía bên kia nhưng mà không được mọi người ạ. Để có dịp trường hợp khác thì nếu mà vào cái mùa hè thì mình có ghé ngang qua đây để mình tắm thì mình sẽ làm thêm một cái clip đấy để gửi đến tất cả mọi người. Mình cứ tưởng là lúc nãy là sẽ có đường đi lên bên kia nhưng mà mình có hỏi các cái anh chị đang nướng gà phía bên kia thì các anh chị bảo là ngày xưa là đi được nhưng mà bây giờ cái thanh sắt mà men men lên theo cái sườn bên kia thì đã bị tháo rồi, không còn lên được nữa tại vì nó cũng rất là nguy hiểm, cho nên đã được các ban quản lý ở đây đã tháo đi rồi. Với cái thác Sava ở đây thì mọi người có thể đến đây du lịch 24/24 nha. Đây là cái địa điểm du lịch công cộng miễn phí, không mất vé mọi người nha. Mọi người đi đến đây thì cũng nhớ giữ gìn vệ sinh chung, nhớ dọn dẹp vệ sinh sau mỗi lần mà mình dùng xong đồ đạc thì đấy. Ok. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ chui vào đây để mà quay được những cái thước phim đẹp nhất về cái thác Sava này để gửi đến tất cả mọi người nhé. Mình sẽ xuống phía dưới này. Ôi trời. Ây. Rồi. Có lẽ mình phải vượt qua cái này nữa. Để xem nào. Cái này không được. Mình sẽ quay lại. Nhưng mà thôi, sẽ đi xuống đây nhá. Cũng vất vả một tí nhưng mà không sao đâu. Để mà quay được những cái gì đẹp nhất thì mình cũng nên vất vả một tí để gửi đến tất cả mọi người. Địa điểm bên này nhìn ngắm lên trên kia nó thoáng đáng, nó thoáng đáng tuyệt vời luôn. Đây là lần đầu tiên mà mình đi ra đây luôn mọi người ơi. Ở đây mà có flycam mà bay lên như của MTV thì còn gì bằng nữa. Nó đẹp tuyệt vời luôn. Với một cái tầm nhìn, mình phóng tầm mắt lên bên này thì mình sẽ nhìn rõ hơn cái khung cảnh, nó hùng vĩ hơn. Nhìn nó rất là rộng mọi người ơi. Đúng là thác Sava. Thác Sava có nghĩa là cái thác này nó phải dài đến 20 sải tay mọi người nhá. Là tính cái sải tay là từ cái mình sải tay từ phía dưới chân thác này đi lên cái đỉnh thác bên kia là đúng 20 sải tay. Thì người dân ở đây đặt tên gọi là thác Sava. Đấy. Thì mình biết sơ sơ như vậy, mình review, mình review và mình kể cho tất cả mọi người cùng xem. Mình review và mình kể cho tất cả mọi người cùng nghe. Thì phía bên dưới này, đây. Ôi ôi ôi, cái dòng nước này nó xanh bắt luôn.
Thì theo các cụ thường hay nói cái câu là nước mà trong quá thì không có cá. Mà ai mà chơi khôn quá thì thôi, chẳng có bàn nào chơi cùng như là mình đây này. Hôm nay mình đi một mình thôi, cho nên cũng không có bàn nào đi cùng. Mình có rủ một số bạn nhưng mà không đi cùng được, tại vì nhà của các bạn cũng đang mắc việc á, cho nên cũng không sao, không thành vấn đề gì cả. Ôi ôi ôi, nó đẹp tuyệt vời luôn. Đúng là khung cảnh nó rất là hùng vĩ. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng coi có cái gì là mình quay cho tất cả mọi người cùng xem nhá. Ôi, đứng đây mà tạo dáng, với lại cái phía bên này nó có cả cái điểm nhấn nữa, nhưng mà chụp hình thì còn gì bằng nữa, quá là tuyệt vời luôn. Ê mọi người ơi, ôi ok các bạn. Vậy là clip đi review thác Sao Ba ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Hẹn gặp lại và chào tạm biệt tất cả mọi người ở những clip tiếp theo nha. Tạm biệt tất cả mọi người. Mọi người thấy hay thì nhớ cho mình một đăng ký, một bình luận ở phía dưới clip nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Ôi mọi người mà đi mấy cái chỗ hòn đá này thì cũng nhớ cẩn thận nhá, cũng rất là nguy hiểm đó. Ok, ôi chà, rồi cảnh ở đây thì đẹp tuyệt vời rồi, không còn gì bằng nữa. Rồi nhào đi, em không nhào được. Thôi thì đây mình sẽ chỉ cho các bạn xem. Ngày xưa là mình cũng có làm một cái clip rồi, thì ở phía trên này thường thường là sẽ đi qua được nhá, nhưng mà bây giờ là theo mình nghĩ là, nhưng mà mình sẽ cố gắng, không biết có đi qua được không. Rồi chân mình đang chạm nước rồi, hy vọng là mình không bị trượt chân, mình sẽ nhảy qua hòn đá bên này. Rồi mình đã nhảy qua được. Ok, ngày xưa là chỗ này là cũng đi được đấy. Giày của mình thì hơi trơn mọi người ơi, nhưng mà hy vọng là mình không phải tắm tại đây. Giờ không biết làm sao nữa, để mình chơi qua liều coi. Ok mọi người, mình sẽ quay lại và sẽ cởi bỏ giày nhá, để mà mình đi qua được bên này. Mình sẽ cố gắng đi qua. Ok, ok, vậy là mình đã cởi bỏ giày của mình rồi. Đây mình đang đi chân đất, đây đang đi chân trần. Đây mình sẽ cởi bỏ cả cái ba lô này để ở đây luôn. Được rồi, có lẽ bây giờ thì mình sẽ thoải mái hơn rồi, nhưng mà cũng rất là trơn nha mọi người nha. Đi qua chỗ này cũng là cả một cái vấn đề đấy. Rồi chỗ này không biết đi kiểu nào đây, để coi nào. Mình sẽ
sẵn thêm cái ống quần của mình lên cao hơn nữa. Ok, theo mình nghĩ thì mình sẽ đi qua cái hòn đá bên này, nhưng mà để đi qua được cái đoạn này thì nước cũng khá sâu đấy. Được rồi, mình đang chần chừ đây, đang do dự đây. Hòn nào thì cũng giống như hòn nào bây giờ. Sâu lắm. Mình sẽ kéo cuộn lên nữa. Hòn nào thì cũng như hòn nào. Được rồi, bây giờ đành chơi quả liều thôi. Ây cha, mình coi nào. Rồi xuống nào. Ôi cha, ôi, ôi cha. Ướt rồi mọi người ơi. Ướt quần rồi. Ướt quần thì mình cũng đã đi qua được đây. Ôi cha. Đây, giờ mình đã đi ngang qua được đây. Thì ở đây thì nó còn những cái vết tích của cái ngày xưa có một cái thanh sắt chắn ngang qua đây, để cho người dân hoặc là những cái người muốn khám phá, muốn đi lên đây trải nghiệm ở trên đảo thác này thì đi được. Nhưng mà bây giờ mình thấy là lên đây thì cũng hơi khó. Rồi, ok, đây là một cái con đường mà đi men vào đây nhá mọi người nhá. Chỗ này là đi men men vào được. Mình sẽ đi. Ok, chỗ này là đi được, vẫn còn đi được, nhưng mà mình không biết cái đoạn này có đi lên được ở trên này nữa không. Đây, mình thấy ở bên đây vẫn có thanh sắt để mà đi lên, nhưng mà mình sẽ ra đây một tí đó. Ok, các bạn thấy mình chơi quả liều chưa? Đây, mình đang tiến sát và tiến gần hơn với con thác này, nhưng mà cái tảng đá này ở đây thì có rất là nhiều rong rêu. Ở cái chỗ nào mà nước mà chảy qua thì sẽ rất là trơn nhá, còn những chỗ nào mà nước không chảy qua được thì nó cũng sẽ không trơn lắm. Mình sẽ đi sát ra đây, hy vọng là không gặp vấn đề gì. Đã có những người đã từng lên đây tắm thác, trượt từ trên kia đi xuống đây, và cũng có một số người đã gặp nguy hiểm, có một số người đã nằm lại ở ngay cái khúc này. Khúc này nước rất là sâu mọi người nhá, nên mọi người mà đi ngang qua đây thì cũng nhớ là cẩn thận. Ok, mình sẽ đi lên đây nữa. Cái hơi nước bây giờ nó đang rất là mạnh, nó cũng phả qua bên mình đây, mình có cảm nhận được. Ok, mình sẽ lại gần hơn nữa một tí nữa, ở ngay khúc trên này. Đây, đây là chỉ có mình bây giờ đang đứng ở đây thôi, còn các cái khách du lịch thì đang ở bên kia để mà ngắm cảnh, để chụp hình ở bên kia nhá. Mình chơi quả liều cho nên mình mới đi qua được đây. Ở phía bên này nước chảy rất là mạnh luôn. Đây, một dải trắng xóa luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi qua bên kia nữa nha mọi người nhá. Tại vì bên kia còn có một cái đường để mà men lên theo nữa. Nhưng mà
mình sẽ quyết định là đi lên theo cái vách đá này, còn cái bên kia thì tí nữa mình sẽ đi xuống rồi mình quay lại, mình quay phim lại cho tất cả mọi người xem. Đấy, ở đây mình thấy còn có cả những cái dấu tích ngày xưa đã được làm cái khung sắt ở đây để cho người dân có thể men qua đây và để mà ngắm cảnh, chụp hình, check in các kiểu. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi lên bên này nữa. Ok, chỗ này cũng rất là cao đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ lên theo cái vách đá này nha. Được rồi, mọi người ơi, mình đã đi lên được ở phía trên này. Nếu mà mọi người có đi du lịch khám phá ở đây thì mọi người cũng nhớ đi đứng cho cẩn thận, cũng đừng có liều quá, đi ra phía bên kia sẽ rất là nguy hiểm. Trên đây mình phát hiện có những cái hố nước rất là sâu luôn ở phía bên này nữa, ở phía bên này cũng vậy. Mình không biết vì sao, hay là nó trải qua sau nhiều năm tháng, như là cái câu tục ngữ vẫn hay nói là nước chảy đá mòn, thì chắc có thể là đây, nước khi mà nước chảy nhiều từ phía trên kia đi xuống đây thì sẽ mòn và tạo thành những cái hố như thế này. Còn ở phía trên này thì cũng có một cái hố nhỏ đây. Hố to và hố nhỏ. Rồi, và mình sẽ tiếp cận với cái dòng thác ở trên cao nhất là ở phía trên này. Hơi nước nó phả lên mọi người ơi. Đây, mình thấy hơi nước nó phả lên rất là nhiều luôn. Rất là lành luôn. Đây là một cái thác nhỏ, cũng rất chi là cuồn cuồn luôn, nước chảy rất là cuồn cuồn luôn. Vào những cái ngày mà nắng nóng thì mọi người tắm đây, với lại bơi xuống phía bên này, bơi qua đây rồi qua đây nhá, chứ bơi xuống phía dưới này rất là khó khăn, mọi người đừng có nên bơi xuống phía dưới này mọi người nha. Ok. Cái thác này là mình cũng đến nhiều lần rồi, nhưng mà chưa khi nào mà mình ra mấy cái chỗ này. Nó trơn quá. Ôi trời, chưa khi nào mà mình ra đến cái chỗ này để mà review chi tiết, quay phim lại, gửi đến tất cả mọi người xem. Đấy, rất là tuyệt vời. Lên đi. Đi lên kia. Ở phía dưới kia rất là nhiều khách du lịch đang đi tới mọi người ơi. Có cả ô tô nữa. Ok. Mình sẽ mạo hiểm một tí, đứng đây để mà quay cận cảnh cái con thác đằng sau này cho tất cả mọi người cùng xem. Đây, mọi người thấy không ạ? Tiếng thác rì rào luôn. Còn ở phía bên này sẽ là cái dòng nước chảy xuống. Đây là cái đoạn mà sao va đây. Đây là cái đoạn sao va tính từ phía dưới kia lên đây nha. Còn phía trên này là tính thác nữa. Sao va chỉ tính ở phía dưới kia lên đây thôi. Đấy, nước thì cũng rất là nhiều luôn, nhưng mà chưa phải là đỉnh điểm của nước đâu. Trường hợp mà ở phía bên kia mà xả nước
Thủy Điền hoặc là như cái dòng chảy tự nhiên của nó thì nước ở đây sẽ mạnh hơn và nhiều hơn rất là nhiều. Cũng có cái đập thủy điện ở trên kia cho nên nước xuống cái khu vực này sẽ ít đi. Ôi giời, như mưa luôn. Ây da, tuyệt vời luôn. Đây, giờ mình sẽ đi lên ở phía trên cao này nữa. Ok. Mình sẽ tiếp cận ở phía chân cao này nữa để mà quay tròn vẹn được tất cả các cái khung hình ở cái thác này, gửi đến tất cả mọi người, tất cả các quý khán thính giả mà xem video review chi tiết cái thác Sa Pa ở huyện Quế Phong này của mình. Ok. Đây, ở trên này thì mình thấy ở đây như một cái hồ nước luôn. Đây, nếu mà các bạn mà lên đây tắm thì mình nghĩ là tắm chỗ này nó sẽ an toàn hơn. Chứ vào cái dịp hè mà các bạn mà tắm ở phía dưới này hoặc là trượt xuống theo cái thác bên này thì nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái sự sống của mình. Đúng rồi, mình phải nói là rất là nguy hiểm cho cái sự sống của mình. Mọi người cũng đừng có ham vui quá. Còn nếu mà trường hợp mà các bạn mà chơi mạo hiểm thì phải dùng tới các cái dụng cụ bảo hộ như là dây chuyên dùng, cột, sau đó đu xuống theo cái thác này mọi người nhá. Ok. Wow, bên xa tít bên kia đang còn rất là rộng mọi người ơi. Đây, mọi người có thể nhìn theo cái hướng tay mình chỉ qua bên kia. Để có cái dịp mà vào hè mà trời nắng ấm thì mình sẽ quay lại, rồi mình làm một cái video trải nghiệm cái tắm thác ở cái thác Sa Pa này để gửi đến tất cả mọi người yêu thích du lịch khám phá. Ok, bây giờ mình sẽ đi lên bên này đây. Ui, rồi, như vậy là mình đã khám phá xong tầm 70% cái khu vực nước ở cái thác gần đây, cái thác Sa Pa này. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem và theo dõi kênh của mình nhá. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip tiếp theo. Mình sẽ cố gắng truyền tải những cái nội dung mà hấp dẫn nhất gửi đến tất cả mọi người nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người những clip tiếp theo nha. Ok. Đây mọi người, ở đây vẫn còn có cái thanh sắt đây. Để mọi người có đi lên phía bên này thì leo lên nó dễ hơn. Ok. Rồi, chỗ này có thanh sắt thì đi dễ hơn. Nhưng mà kiểu gì đi ngang qua đây thì qua cái chỗ nước ở đây thì mọi người cũng phải cởi bỏ cái giày dép nha mọi người nhá. Được rồi, mình sẽ tạm dừng clip ở đây. Đây, kênh Quế Phong TV. Lên kênh nhá, lên kênh Quế Phong TV. Đây đây, đây đây, quay bên này đây. Lên kênh Quế Phong TV. Đây, YouTuber. Đây, ở đây mình gặp Sài Gòn ra hả? Sài Gòn. Rồi. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Rồi, team Sài Gòn nhá. Rồi.